Đời Thương Phật Độ, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh Đại Trạch Thổ, tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình Hóa Hung Thành Cát, gặp thời đổi vận, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Mậu Thân đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Mậu Thân có được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ sẽ giúp cho quý cô bác đón nhiều vận may đến với mình, đặc biệt là có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác tuổi Mậu Thân cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ, đúng tháng 6 âm lịch này, bản mệnh Mậu Thân chỉ cần nằm chơi cũng có lộc tìm tới, chúng lớn bất ngờ, tiên tỷ cầm tay, cực đỏ, cực giàu. Trước khi đi vào phần luận giải, vận trình chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân. Những người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân mang mệnh thổ, đại trạch thổ. Đại trạch thổ, đất nền nhà, hay còn gọi là đất cồn bãi, là dạng địa tầng mới kiến tạo, nhờ các yếu tố khác nhau mà hình thành nên nó, thiếu tính ổn định. Khác với những người mệnh thổ khác, đại trạch thổ, tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử làm việc. Họ cơ chế linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc, không giống với những người anh em mệnh thổ của họ. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên nên họ yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao, là người thường hướng về ủng hộ. Là dạng đất đai tự nhiên, cũng như bản tính vốn có, những người bệnh này thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh vì trị quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời, địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Đại trạch thủ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Để tranh thủ có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Là những người sáng dạ, có tâm và thông minh kiệt xuất. Cũng bởi vì sự thông minh, linh hoạt trong ngôn từ, nội tâm phong phú, đa sầu, đa cảm và thoải mái, nên những người này thường hợp với nghiệp văn chương viết lách. Trong việc xử lý các vấn đề thì họ khá là lanh lẹ và quyết đoán, những khó khăn không bao giờ chùn bước họ, họ luôn tìm được hướng giải quyết ổn thỏa nhất có thể. Về phương diện sức khỏe thì những người này hay có bệnh trong người, nếu không cẩn thận đề phòng tai nạn thì có thể dẫn đến tật nguyền suốt đời. Đối với những ai sinh vào giờ tốt thì tương lai sẽ làm nên cơ nghiệp, trở thành người có chức có quyền, còn không thì cũng được nhiều quý nhân kính trọng. Tuổi này thường muốn làm nên cơ nghiệp phải đi xa, sống ở đất khách mới mong đổi đời. Cuộc đời của những người mang tuổi Mậu Thân thường có mức sống trung bình. Cuộc sống gia đình chồng vợ luôn xảy ra cãi vã, dùng khác nhau, thường hay mâu thuẫn và ít có được hạnh phúc. Về con cái cũng vất vả lắm mới có được, những người tuổi Mậu Thân rất lễ nghĩa, thấu tình, đạt lý, lễ đạo, phải phép, có khả năng ứng nghiệm tâm linh hiện tại và tương lai. Tinh thần học hỏi cầu tiến khá cao, người Mậu Thân sẽ an thân cho đến già, nếu xuất gia về với cửa Phật, sống một cuộc đời an nhiên tự tại, để được an hưởng phúc lành khi về già, thì những người này cần hướng thiện và tích đức. Cuộc đời nam giới tuổi Mậu Thân thường gặp nhiều phiền não và gian truân vào thuở nhỏ. Vấn đề tiền bạc và sự nghiệp sẽ được ổn thỏa khi bước vào thời kỳ trung vận.
Về hậu vận thì cuộc sống cũng được an nhàn đôi chút, nhưng tâm trí luôn phiền não, cuộc sống không ổn định ở thời tiền vận. Về phần tài lộc thì thời kỳ trung vận sẽ có kết quả tốt, được an nhàn sung sướng khi bước vào thời kỳ hậu vận. Nam mạng tuổi Mậu Thân có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc cuối cùng của mình. Nếu sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch, nam mạng Mậu Thân trong tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nếu như sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Những người nam mạng Mậu Thân may mắn nhất có lẽ là những người sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Tình duyên, họ được vẹn toàn yêu ai là cưới người đó được sống một vợ, một chồng, từ đây tới cuối đời, không phải trải qua bất cứ lần gãy đổ nào. Cuộc đời của nữ giới tuổi Mậu Thân được hưởng nhiều điều sung sướng và tốt đẹp. Tiền vận lại vấp phải nhiều lao đao, ngang trái. Hậu vận nhiều suy nghĩ, lo âu, chỉ được hưởng sung sướng vào thời kỳ trung vận. Nữ giới tuổi Mậu Thân sở hữu phần gia đạo khá ôn hòa. Tuy nhiên, đường công danh của nữ giới tuổi Mậu Thân chỉ đạt được ở tầm trung, khó lên cao được. Sự nghiệp của bạn sẽ được chắc chắn vào năm 40 tuổi trở đi. Về vấn đề tiền bạc cũng dồi dào hơn và dư giả hơn cho cuộc sống. Nữ Mậu Thân có thể phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình nếu sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Tình duyên của nữ Mậu Thân sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình đối với những ai sinh vào các tháng 1, 2, 5, 10 và 12 âm lịch. Theo tử vi có ghi chép, những người may mắn nhất là nữ mạng Mậu Thân sinh vào các tháng 3, 6, 7, 8 và 11 âm lịch. Trong chuyện tình duyên, họ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và sống an yên bên một người trọn đời đến khi già. Và sau đây là tổng quan về vận trình tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Mậu Thân âm lịch chỉ ra rằng đây là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Mậu Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn cũng có thể có các chuyến du lịch, công tác, học hành, thi cử. Bạn cần nhiều năng lượng và đòi hỏi sự tập trung cao, do đó hãy biết chuẩn bị tâm lý cho sự hối hả này. Bản mệnh là người có năng lực nên không có việc gì có thể làm khó được bạn quá lâu. Cuối cùng bạn cũng tìm ra được giải pháp cho vấn đề của mình bằng sự quyết đoán và dứt khoát. Tháng này, đế vương nhập mệnh khiến cho bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng hơn. Mặt tích cực của nó đó là bạn không sợ gian nan trước mặt, làm gì cũng quyết tâm hết mình. Ngược lại, điều tiêu cực là nó khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Mỗi khi bạn đề xuất gì, sẽ bị họ tìm cách để phủ định, xét đoán hoặc thậm chí là chỉ trích. Tháng mới có hung tinh ngăn trở, nhắc nhở bản mệnh cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo, khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Ảnh hưởng của kiếp tài không hề nhỏ trong tháng này, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng hơn trong cách thức làm việc, cho dù là những thứ bạn đã quá quen thuộc, cũng không được chủ quan. Cụ thể các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tháng 6 âm lịch mang tới nhiều tin tức tốt cho con giáp tuổi Mậu Thân, bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu, các kế hoạch lâu dài đóng vai trò quan trọng trong tháng này. Bản mệnh nên hoạch định lại lối sống mà mình mong muốn, điều khiến mình hài lòng và không hài lòng là trong những nhiệm vụ đã qua. Nhờ thế, bạn sẽ thoát ra khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng và không bị thất vọng khi cuộc sống chẳng như ý. Bạn có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc, lấy lại quyền kiểm soát trật tự ban đầu mình mong đợi. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Thân cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi việc đang diễn ra êm đềm. Lúc này, vẫn có âm sát xuất hiện, cảnh báo có người âm thầm mưu hại bạn bằng trò lừa bịp của mình. Do đó, bạn phải đủ bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ mà họ vẽ ra để hòng lừa được bạn. Nguyệt lệnh liên quan cho thấy, tháng này bạn phải tự lực cánh sinh, không nhờ được sự giúp đỡ của ai. Thực ra chỉ cần ai đó hiểu và an ủi bạn là quá đủ rồi, vì không phải ai cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn khi cần. Tỷ Thiên xuất hiện lúc này, dự báo mọi người không phải ai cũng ủng hộ những gì bạn đang thực hiện, dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ, bạn ít nhất vẫn thấy rất thích thú. Nếu có thể, bạn hãy chia sẻ tầm nhìn của mình với người mà bạn có thể tin tưởng, người hoàn toàn không có liên đới gì với sự việc đang diễn ra trước mắt bạn. Về mặt tài lộc,
Theo tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Mậu Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng Kỷ Mùi này. Có chính tài nhập cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này, lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau. Chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả chạy đôn, chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn, do dịch mã động tinh nhập mệnh. Có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa, hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về mặt tình cảm, gia đạo. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập. Nhưng không vì thế mà tuổi Mậu Thân bỏ bê, sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội che chở, đây là tháng hài lòng với tuổi Mậu Thân khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người độc thân lại càng có nhiều may mắn, tháng này vận đào hoa khá vượng. Đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp để có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn. Hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Về mặt sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong tháng mới duy trì ở mức ổn định. Công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, đa phần tuổi Mậu Thân ít có thời gian chăm sóc sức khỏe. Do vậy, bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe nhanh chóng. Nếu có mục tiêu nào về cân nặng hay cải thiện vấn đề tinh thần thì nên thiết lập sớm và hành động ngay nhé. Tập thể dục cũng là một cách thư giãn hiệu quả cho con giáp tuổi Mậu Thân thời gian này vì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được vận động. Một bài thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ là điều lý tưởng nhất để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của bạn đấy. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng, nơi đất khách quê người phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho mình. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuần mới tuổi Mậu Thân được thiên đức cát tinh hậu thuẫn, nên vận trình công việc hanh thông, các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, bạn cũng nhận được một khoản thưởng nóng kha khá nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc. Những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại, con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình. Nhưng chớ nên quá gay gắt, bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng, dưới sự che chở của thần may mắn, công việc ở thời điểm hiện tại đang có rất nhiều tín hiệu tích cực, các dự án bạn đang thực hiện đều mang lại kết quả tốt. Nhờ vậy, bạn có thể lên kế hoạch cho các dự định tiếp theo. Bản mệnh cũng được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tài lộc trong tuần cũng khá vượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, một số dự án bạn đầu tư đã bắt đầu thu hồi kết quả sau thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Mậu Thân đã gặt hái được không ít thành tựu nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại.
quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, ngọ, tỵ. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số may mắn, 89, 45, 21. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch 2023. Sao tử vi giúp ổn định vận trình tuần mới của tuổi Mậu Thân, mọi việc ở thời điểm này vẫn đang khá ổn thỏa, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Bạn vẫn đang làm tốt trách nhiệm của mình, ghi dấu ấn riêng trong tập thể. Con giáp này cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định, thì bạn lại có xu hướng chủ quan, con giáp này cần tập trung. Để tránh để xảy ra những sai sót, chúng rất mất thời gian sửa chữa, cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nhưng, thậm chí, bạn còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Mậu Thân cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này đó. Từ cả hai nguồn thu phụ và chính, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, đừng vội mua sắm bừa bãi, khiến tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Tin vui về tiền bạc cũng sẽ tìm đến với người tuổi Mậu Thân, những quyết định đầu tư sáng suốt và quan trọng hơn là đúng thời điểm đã giúp bản mệnh thu về khoản hời ngoài sức tưởng tượng. Người làm công ăn lương tuy không được dư giả như người kinh doanh nhưng cũng không khó khăn trong việc chi tiêu. Vận may trải dài trong dịp cuối tuần này đảm bảo cho con giáp tuổi này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu. Với sự nỗ lực của mình, con giáp này đón những bước nhảy vọt trong các kế hoạch đang theo đuổi. Không thể không kể đến hai yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của bản mệnh là sự thông minh và dám nghĩ, dám làm. Chính vì thế, con giáp này đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã hết lòng giúp đỡ mình trong giai đoạn khó khăn. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Thìn. Tiểu nhân, Ngọ, Mão. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số may mắn, 22, 09, 14. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Tỷ kiên nhắc nhở người tuổi Mậu Thân tốt nhất nên tránh cãi vã, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này. Dù bạn có những ý tưởng và quan điểm riêng muốn thể hiện, nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm, sự kích động nhất thời, khiến con giáp này dễ dàng làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai đấy. Dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến con giáp này không ngừng cố gắng vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mình cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tính hiếu thắng. Bởi bản mệnh dễ tạo thêm cho mình nhiều kẻ thù, phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đứng trước nhiều nguy cơ, do tiểu hao cản trở, các khoản chi vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng túi nhanh chóng. Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Phương diện tài chính lên xuống khá thất thường, ngay từ đầu tuần, hung tinh kiếp tài xuất hiện, có thể là dấu hiệu phá tài, nên bản mệnh cần chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá chán. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng. Sai lầm là thứ ai cũng sẽ phải trải qua, quan trọng là bạn biết cách thay đổi, rút ra được kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện bản thân hơn. Còn nếu cứ để những vấp ngã ghìm bước chân của mình, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, thua kém và thụt lùi hơn rất nhiều so với người khác. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Sửu, Ý. Tiểu nhân, Dậu, Tỵ. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 56, 09, 31. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Được sao Thái Âm che chở, tuần này được dự báo là một tuần vượng duyên với người tuổi Mậu Thân. Công việc của bạn cũng đang diễn ra rất thuận lợi, nhờ chính quan hậu thuẫn, bản mệnh có được sự dứt khoát, quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt, đúng đắn và kết quả mang lại là minh chứng rõ ràng. Những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ qua đi, vì vậy bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm này, ghi nhận công việc của Mậu Thân có nhiều điểm sáng, tương lai mở ra với vô vàn những cơ hội mới, thành tựu mới, càng tiếp thêm động lực phấn đấu ở người tuổi này. Khởi đầu êm xuôi, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan và lơ là, cát thần xuất hiện trong cuối tuần, còn che chở cho đường tài lộc của thân. Nguồn thu nhập của bạn đang tăng lên đáng kể. Nếu đang theo nghiệp kinh doanh,
thì chuyện làm ăn của bạn đã đi vào guồng quay, có lợi nhuận thu về đủ để trang trải cuộc sống. Có thể nói, có các tinh vây quanh tuổi Mậu Thân, muốn công danh, có công danh, muốn tài lộc, có tài lộc. Điều quan trọng là bản mệnh phải có mong muốn, có quyết tâm và nỗ lực đến cùng. Với sự nỗ lực của mình, con giáp này đón những bước nhảy vọt trong các kế hoạch đang theo đuổi. Không thể không kể đến hai yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của bản mệnh là sự thông minh và dám nghĩ, dám làm. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Ý, Dậu. Tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, cam, hồng. Con số may mắn, 67, 32, 19. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Kinh Phật dạy, nhất niệm sinh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một suy nghĩ hận thù nổi lên thì trong vài cửa nghiệp chướng đều mở ra. Chỉ cần chúng ta sinh ra sự hận thù và tức giận với người khác, như vậy sẽ có hàng trăm hàng nghìn cánh cửa làm trở ngại. Quá trình tu hành của chúng ta cũng sẽ đồng loạt mở ra. Không ít người chỉ vì chút chuyện xích mích mà sinh lòng hận thù với người khác, để lúc gần đất xa trời mới hiểu rằng bản thân đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cuộc đời để sống một cách hẹp hòi, tự gây phiền muộn cho bản thân, khiến cả cuộc đời chìm trong những hậm hực không vui, thời gian đâu mà tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống nữa. Theo lời Phật dạy về hận thù, người mà có thể tự mình thoát khỏi hận thù mới có thể giữ cho lòng rộng rãi, khoáng đạt, bình đạm, đối mặt với thế sự, làm gì cũng được hài lòng, thuận ý. Đó là lý do Đức Phật luôn dạy ta phải giữ được một tấm lòng bao dung, một trái tim biết thứ tha để đối đãi với vạn vật trên thế gian. Trong cuộc sống, nếu có tâm tốt, để một niệm tốt được khởi lên, thì những điều tốt đẹp sẽ tiếp theo, mọi người trong xã hội cũng sẽ được nhìn theo chiều tốt, chỉ thấy điều tốt, không nhìn điều xấu. Các bậc thánh nhân cũng không phải không có hận thù trong lòng, nhưng điều khiến họ trở nên khác biệt với phàm nhân là biết tìm ra phương pháp để hóa giải hận thù trong lòng, buông bỏ mọi ân oán vốn là nguồn gốc gây ra muộn phiền trên đời này. Đổi vị trí để suy nghĩ chính là một phương pháp hóa giải hận thù tốt nhất khi phát sinh những chuyện mà bản thân không cách nào bỏ qua, thay vì oán hận đối phương, khiến lòng mình cũng chẳng thoải mái. Bạn hãy thử đặt bản thân vào vị trí của người ấy để suy xét vấn đề, làm như thế sẽ giúp bạn nhìn thấu mọi chuyện hơn. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, từ đó buông bỏ hận thù. Tâm an vạn sự an, chỉ cần tâm bình yên, ta sẽ thấy cuộc đời vốn rất đẹp đẽ và ngập tràn yêu thương. Chỉ cần ta biết tận hưởng những gì đang hiện có mà không chút vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì đã thấy tâm hồn đầy an lạc rồi, đâu cần phải tìm cầu ở đâu xa cho tổn hao sức lực. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.